Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị năm non bảy núi. Cảm ứng chứng minh, hôm nay ngày 12 tây tháng 12 nhằm mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu, con xin nguyện quy y cho các loài thủy tộc này: lươn, tép, cua được chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo, và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho gia đình của các mạnh thường quân được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, sức khỏe dồi dào và công việc được thành tựu, và xin hồi hướng công đức phóng sanh này về cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi đầu tiên thả cái thao tép này trước đi, tép này còn sống nhăn luôn nè. Đây quý vị ơi, đây rất là nhiều tép nha. Nam mô Đà Phật. Sau khi Tín Dũng đã đến nơi dựa cá của chị Hồng Thắm ở tại đây là chợ xã Lương An Trà, để phóng tiếp tục những các loại cá và lươn và cua, rất là nhiều loại ở đây, thì tổng cộng số tiền của chị đã cộng lại là 8,2 triệu, thì Tín Dũng xin trả cho chị để cho chị đủ cái số lượng mà cá nó về căn chị ha. Yeah. Và cộng với cái số tiền mà Tín Dũng vừa phóng sanh ở tại nơi chợ Cầu Lò Gạch, là tổng cộng hết gắn cua cá ốc các loại là 5,950,000 nữa, thì tổng số tiền Tiến Dũng thay mặt gia đình phóng sanh ngày hôm nay là 14,150,000 đồng. Và Tiến Dũng xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Trạng 70 tuổi, bà Lâm Thị Nhung 86 tuổi, và anh Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kiều Oanh, Nguyễn Kim Nhanh, Nguyễn Như Bình, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Rayin. Cảm ơn tất cả các mạnh thần quân đã hỗ trợ tịnh tài hôm nay là số tiền 20 triệu để phóng sanh, thì còn âm lại là 5,850,000, thì Tiến Dũng sẽ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Tiến Dũng thân ái kính chào tất cả quý vị, kính chúc cho quý vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thần an lạc. Và ngày hôm nay là ngày 12 tây tháng 12, Tiến Dũng đang có mặt tại một cái phiên chợ của miền quê ở tại xã An Tức, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì nơi đây Tiến Dũng và Châu Phú cũng đã có đến đây để thay mặt các mạnh thường quân vào bên chợ để mua tất cả các loài thủy tộc để mà phóng sanh. Thì hôm nay Tiến Dũng nhận được những cái phần tịnh tài của gia đình của cô Zalo của cô Dông Võ và bà Lâm Thị Nhung 86 tuổi, và ông Nguyễn Văn Trạng 70 tuổi, và anh Nguyễn Thanh Bình, và chị Nguyễn Kiều Oanh, và chị Nguyễn Kim Nhanh, và Nguyễn Như Bình, và Nguyễn Thái Bình, và Nguyễn Hòa Bình, và Nguyễn Jayin, để hỗ trợ những cái phần tịnh tài hôm nay. Tiến Dũng đến nơi chợ này để mua hết tất cả các loài thủy tộc, trong đó có là cá, cua, rắn, rồi ốc, tất cả vân vân, để mà mang xuống đây, bên đây là phía sông đã bị. Thì Tiến Dũng sẽ vào bên trong chợ này để xem hết tất cả những loại cá nào còn sống thì Tiến Dũng sẽ mua để mang xuống đó để phóng sanh nha vị. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong trước để xem coi hôm nay các cô mình bán coi cá gì đây nha. Dạ chào chị. Chào em. Dạ hôm nay mình bán cá gì đây chị? Hôm nay gặp em mới nữa. Cá này còn sống không? Còn sống, cá nào mà thả không được chị bắt lại cho. Vậy ha. Dạ, thả không được là bắt lại ha. Rồi, cá dê này bao nhiêu một ký? Nè, cái này là chị nói rằng thật sự nha. Dạ. Chị bán lẻ ra 70, chị căng 60, chị thả chị ấy cái vốn cho cưng nè. Bán lẻ là 70, bán thả phóng sanh là 60. 60, còn rồi. Chị như chị bán ca bán 55.000 mà chị bán cho cưng 50. Rồi. Mà với lúc đó đó. Ok, à. Rồi giờ chị căng đi ha. Rồi, rồi cá hú tiếp chị với cá hồng luôn nha. Tại rồi. Chị trong thùng bữa nay ấy. Ok. Rồi cá hú với cá hồng là bao nhiêu một ký? Cá hú với cá hồng để bằng giá đây lấy 55 tại bán 60. Rồi bây giờ chị căng sẵn để vô thao đi rồi bưng qua bên mé đó giùm em nha. Rồi căng đi. Chị căng cái lóc là trước rồi. Rồi rồi căng đi. Thả sao tại nó phải có oxy rồi. Ok, ok. Rồi căng đi chị, căng đi chị. Hả? Gắn này gắn gì anh? Gắn gì vậy đâu? Gắn thả phải không? Gắn thả nè. Bao nhiêu một ký chị? Gắn gì ạ? Gắn con ngựa, gắn con xuống, gắn nước 80.000 à. Gắn cá thả là bán 80.000 à. 80.000 ký hả? Quay gần vô đây coi. 8 ký thôi. Hả? 8 ký đó. 8 ký này thì gắn bự mà. Nhưng mà gắn con ngựa này mình thả dưới sông được không? Đâu được. Hả? Vậy hả? Dạ. À nay cũng có 5 ký gắn
Rồi rồi đem lại luôn đi, đem lại luôn đi, rồi căng ơi hai bao gắn này nhiêu tiền, rồi chút xíu nữa tôi sẽ ghi vô sổ rồi mình đem dưới mình phóng sanh nha. Rồi để bánh đi chị, qua bánh đi. Rồi vô đây em. Rồi tiếp tục qua đây. Chị này cá gì đây? Tôi bán đều hầm với cá hú luôn, lượm sổ cậu 55 ngàn đó. Hả? Bán cá này với cá lô lắp luôn, bán cậu 55 ngàn. Nhưng mà cá này còn sống không? Không thấy sống nữa. Mà. Hả? Sống thôi mà, bán là còn nhiêu đây là mẫu cho chị về chị hết luôn đó phải không? Rồi ok, rồi chị gom vô đi, chị căng luôn đi nha. Rồi căng đi rồi, chút nữa em mình gom qua bên kia mình thả luôn người tính tiền luôn nha chị. Nam Mô Đà Phật, còn ở đây nữa không? Chị tên gì? Chị tên gì? Diễm 8kg gắn. Chị Diễm ha. Dạ. Mực dưới nó nhảy hoài à, không có biết đường. 8kg gắn là bao nhiêu tiền chị? 8 lần 8, 64. 640. Rồi, 640. Rồi, của chị Diễm ha. Bây giờ nè. Rồi, cá này bao nhiêu ký con? Rồi lấy 14 kg đi, 14 kg rưỡi tính 14 kg. Rồi, coi như chị hao đi ha, còn 14 kg cá. Dạ. Chị tên gì? Tên Nương. Chị Nương luôn. Dạ em thông tin cho chị. Chị Nương. Em đi đâu ạ? 14 kg cá. Rồi, tiếp tục. Chị bên đây. Hả? Thả liền có được cá hú mà. Rồi xuống đây thả liền đi, thả lên xuống đây thả đi. Rồi. Chị căng kim vô chị đem dưới luôn là lẹ cái chị. Không anh không có 8 kg nữa rồi lấy không? Của chị bao nhiêu ký nãy? 2 kg 8 cua. Bao nhiêu? Chị Nương nè, yếu 1 ký nè, hồi lấy nhiêu đó lấy anh. Của chị bao nhiêu ký cua chị? 2 kg 8 hả anh. Là bao nhiêu tiền? Rồi lấy cho 90 ngàn thôi, lấy vốn thôi. 2 kg 8 cua. À. 90 ngàn. À. Ốc này nhiêu nữa? Ốc lấy 45 ngàn anh. 40 ngàn. Cộng ốc nữa ha, 40 nữa là 130. Rồi bây giờ mở ra để tôi đọc bài quy y cho các loại thi tộc này cái mình nó phóng sanh nha. Dạ. Dạ. Cái này là gì nữa? Đem lại đây luôn, đem lại đây luôn. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Quan thượng đẳng đại thần chư quan cụ thần chư vị sơn thần chư vị nông non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay ngày 12 tây tháng 12, con xin nguyện quy y cho các loài thủy tộc cá gắn cua này để được thoát trốn mê đồ. Kiếp sau được chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Và hôm nay con xin nguyện hồi hướng cái công đức phóng sanh này để cầu an cho gia đình của bà Lâm Thị Nhung 86 tuổi, ông Nguyễn Văn Trạng 70 tuổi và anh Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kiều Oanh, Nguyễn Kim Nhanh, Nguyễn Như Bình, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Jay In được lúc nào cũng được sức khỏe bình an, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ và gia đình dồi dào sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mình thả cá này trước đi chị để nó chết. Rồi từ từ chị, từ từ nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Rồi quý vị ơi, nhớ kiếp sau chuyển kiếp làm người tu hiền Phật đạo nha. Chị cá nổi kìa. Sống không mà cậu? Hả? Sống không mà. Sống không? Sống không? Rồi tiếp tục. Là chị. Chị cầm đi chị cầm giết thôi. Tại nhẹ mà. Rồi tiếp tục là thả đi gì đây, cá lóc nhỏ ha. Đây tôi thả nha. Đây nè quý vị, đây là thao cá lóc nhỏ. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Rồi. Cá lóc lương luôn. Rồi nè, rồi này là thao cua phải không? Rồi cua luôn. Kiếp sau chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo nghe quý vị ơi. Nam mô Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức này về cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Rồi ốc luôn, ốc qua đây luôn. Nam mô Di Đà Phật. Rồi bịch gắn này mấy ký đây chị? 5 ký gửi tới 5 ký ha. Một ký là bao nhiêu tiền? Rồi ký 80 ngàn tờ. Đây. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay có duyên lành, xin hồi hướng cái công đức phước báo này về cho tất cả chúng sanh đều chọn thành Phật đạo nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quá xá quý vị ơi. Rồi. Rồi tiếp tục lên trên bờ phóng tiếp tục nha. Cá nè là 24 kg gửi. 24 cá lóc là 24 kg gửi. 24 kg rưỡi nè, chưa trừ bì ha. Chưa trừ bì.
cá chê là 2 kg đúng. Cá chê là bao nhiêu? 2 kg đúng. Tại mình ghi vậy rồi. Cá chê 2 kg bao nhiêu tiền chị? Cá chê là giá 60. 60 là 2 kg là 120 nè. Ừ. Còn chị tên gì? Chị tên gì? Để tên Thâm đi. Chị Thâm. Ừ. Rồi rồi bây giờ chị đem xuống đây để tôi làm lễ quy y rồi tôi phóng sanh lại luôn qua đây, qua đây chị qua đây. Không có ấy rồi đặng đem đây, đem đây. Năm mươi Đà Phật. Rồi tiếp tục những chú cá ở đây. Dạ. Dạ dạ thả đi. Rồi chị để xuống đây để em đọc bài quy y cho các loại thủy tộc này cái ha. Dạ. 24 kg cá lóc với cộng với 2 kg cá chê. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ơn chứng minh. Hôm nay ngày 12 Tây tháng 12 năm 2021, con xin nguyện quy y cho các loài thủy tộc này được chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo, và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho gia đình của bà Lâm Thị Nhung 86 tuổi, ông Nguyễn Văn Trạng 70 tuổi và Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kiều Oanh, Nguyễn Kim Nhanh, Nguyễn Như Bình, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Rê Ình được dồi dào sức khỏe và tai qua nạn khỏi bệnh tật, tiêu trừ, gia đình hạnh phúc, công việc làm ăn được thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục phóng này ha. Rồi tiếp tục là 24 kg cá lóc cộng với 2 kg cá chê. Từ từ chị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thả thao trước đi em. Đây. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi qua đây. À, mà lên nó bảo là ăn đồ đẹp rồi. Rồi. Rồi nhớ kiếp sau chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo nghe quý vị ơi. Giải thoát kiếp xuất sinh nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục lên bờ thả tiếp hai cái he nữa hả? 2 cái he 40 ngàn. Rồi giải quyết luôn, giải cứu 2 chú cá he này luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Ngon lành. Hả? Cái gì chị? Đưa đây coi bao nhiêu ký? Cái này 60. Hả? 60. 60 ngàn ký hả? Cái lóc nhỏ nhỏ vậy đó hả? Cái đó là làm được cái nhỏ rồi. Mấy ký tổng cộng mấy ký? Cua hả? Rồi để tôi quy y cho các loài này thi tộc này luôn. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ơn chứng minh. Hôm nay ngày 12 Tây tháng 12 năm 2021, con xin nguyện quy y cho các loài thủy tộc này, các loại cá lóc và cua được chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho tất cả cửu quyền thất tổ của các mạnh thường quân được siêu thăng tịnh độ, cha mẹ hiền tiền được tăng long tuổi thọ, cha mẹ quá khứ trực chẳng tây phương. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi phóng luôn em cá nhỏ nè. Đây đây. Nam mô A Di Đà Phật. Đây. Nam mô A Di Đà Phật. Kiếp sau nhớ chuyển kiếp làm một người tu hiền theo Phật đạo nha. Rồi đi luôn. Rồi cua này là bao nhiêu ký vậy? Ký ba ha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi giải quyết chút có mấy chú cua này luôn nha. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Cái này là mình căng gòi phải không chị? Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị ơi nhớ kiếp sau chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đi luôn. Phan để ghi tên hả? Để hồi vòng vòng không biết trả cho ai. Nè của nãy của chị Thâm đó là cũng như là chị nãy. Cái này bao nhiêu ký nữa chị? 16. 16 ký cá lóc với cá đê hồng nghe. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là 16 ký cá lóc sẽ được phóng sanh nha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi lên 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 chỉnh cộng sổ đi, tính tính cái phần này cái đi. Rồi của chị Diễm 8 cái gắn là nhiêu chị Diễm? 640. 640 ha. Dạ. Thôi là 10.000 chị. Rồi của chị 640. Rồi tiếp theo chị Nương 14 cái cá nè. Không, cái này 14 nằm bên của chị. Nãy hả? Chị lộn nó nằm 14 nằm bên. 14 là chị tên gì? Để sau này nè, nó thơm này nè. Cái phần 10.000 đó là dạ. Chị chị Nương nhiêu ký? Ý. Hả? Có chị bao nhiêu tiền là lại đi tính không chị? Hả? 770 với tiền cá. Chị tên Nương hả? Tên gì? Tên Nương. 14 kg là 770 phải không? Rồi ghi đây luôn 770. 700. 750. Rồi 8 đủ đủ chưa? 600 rồi nè. 700 rồi nè. Rồi 750, 800 rồi thôi là 30 chị. Rồi chị này tên gì? Chị nãy để trên thùng đó. Nè, cũng như cá lóc hồi nãy chị trừ cái hai cái cam nó có phí 6 mà chị trừ 2 kg luôn. Rồi. Là còn 22 kg gửi. Rồi. Nó ra là 1 triệu 1 triệu mốt 25.000. Rồi. Rồi 2 kg cá chê 120. Rồi. Rồi cái này 13 kg là 715 là cộng lại 2.060. Rồi chị có trừ phụ bị chưa? Trừ bị hết rồi đó. Tại cái này có một chị nói hai cái nó có phí 6 mà chị bị 2 kg luôn. Rồi trả chị luôn nè, 2 triệu nè. 060 đúng không? À. Rồi đủ luôn 060. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn luôn. Rồi 2.060 là của chị tên gì? Chị Thâm. Thâm đây ha. 2.060. Rồi tiếp theo. Chị này xong. Rồi. Rồi giờ đưa 50 nó đủ chị luôn nè. Là cô chị tên gì hả? Tên Thắm. Chị Thắm hả? Dạ. Chị Thắm là thêm là chưa có ghi luôn, cái lóc là 3.2 là 240. 240 với cua của chị ấy 90 đó. Là có chị bao nhiêu tiền? Là 3 chứ. Ra chị ơi đang tính tiền chị ơi. 2 là 250 với 90 là 340. Có chị tên gì? Tên Thắm. Ủa chị kia tên Thắm mà chị này tên Thắm nữa? Không có, chị Nương. Có chị nào mới tính 80.000 nãy là gì? Chị Nương. Nương. Bà cá hè cái gì á, cá nuôi, bà cá nuôi. Rồi cô chị nhiêu? Chị nhiêu chị nói lại. 250 của chị đó 90 đó là 340. Của chị là 340 là chị tên gì vậy? Thắm. Hả? Thắm. 340 với chị nãy 80 đó là 90 tiền cua là 340. Tổng cộng là 340. 340 nè, của chị nè. Của em là cua với cá lóc là thôi là 10.000 chị. 340. Rồi, của chị là như gì? Chị tên gì? Tên Mơ mà nãy không có ghi đó. Chị Mơ ha. Ừ. Chị Mơ cá lóc. Ừ, cá lóc với cua 1 ký 3 đó. 3 là bao nhiêu tiền chị? Tổng cộng là 220. Tổng cộng hết là cua với cá lóc luôn là 220. 220 ha. Rồi em dự bị cái thùng luôn. Rồi, gửi chị 220 luôn. Thôi là 30. Rồi, của chị còn nhiêu nữa? 800. Của chị là 800 ha. 1 2 3. Rồi xong. Tên Thiện 5 kg gắn nữa anh. Chị chị. Thiện. Gắn nào nữa? Gắn ở dưới sông đó. Còn hai này rồi đầy chưa thả một người nè, còn một người bớt em lợi vậy. Em hồi nãy 5 kg gắn Thiện anh ơi. Cô chị 5 kg gắn bao nhiêu tiền? 400. Ủa cô chị Diễm hồi nãy là 8 kg là. Rồi là còn đây. Cô chị tên gì? Thiện. Nãy tha xuống sông thả rồi đó. Chị Thiện hả? Dạ. 5 kg gắn nha. Dạ. 5 gắn nhiêu tiền chị? 400.000. Ký 80.000 5 kg. Rồi 400.000. Nãy em tính 5 kg luôn nha. 400.000 thôi là 100 luôn chị. Rồi. Có tiền thối không? Rồi, cảm ơn chị. Rồi đủ ha. Hả? Tiếp em đi còn bao nhiêu nữa? Ốc nhiêu? Ốc nhiêu? 3,5. 50.000 hả? Ờ 50.000. Rồi để tôi ghi luôn, tôi ghi dưới đây để tôi cộng sổ lại. Ốc ừ, ừ, 50.000 nè chị ơi. Bao nhiêu một ký? 50.000 4 cái rưỡi đi. Ủa gì ốc gì tới 50 lần? Ốc này ốc láng anh ngon lắm. Trời ơi. Mua mắc quá. Bao nhiêu tiền tổng cộng nhiêu tiền? Nhiêu tiền ta 4 ký rồi nó 3 cái
rưỡi hả? À, 4 kg rưỡi. 175 bằng 770 chục. 4 kg rưỡi. 4 kg rưỡi hả? 225, 220. 220 đi. Rồi, nè cô chị hay, 220 nè, chị bưng qua đây thả luôn. Ốc 400 nhiêu ạ? 220.000. Rồi. Cái gì anh? Gắn đây hả? Bao nhiêu ký? 80 luôn á. Hả? 80 á. Bao nhiêu ký Zalo cái này nè? 9 ký 2 đó riêng, cái này trả tiền rồi, cô chị rồi, diễn trả tiền rồi. 9 ký rắn hả? Dạ, 9 ký 2. Trời ơi, tính 9 ký được còn 2 nữa không? À, 1 ký nhiêu? 80 luôn. 80 là 720 phải không? 9 ký gắn 80 ký. Rồi 720 ngàn. Để tôi trả tiền luôn rồi qua đây thả. Nè. Tôi cũng làm phước không à, tôi muốn làm lợi đồng bạc. Làm phước gì lắm ha, thả luôn ha. Rồi 720. Rồi rồi qua đây luôn, qua đây luôn. Rồi rồi, rồi đem qua đây thả luôn nè. Thao ốc đó, thao ốc á. Rồi tiếp tục thả 9 kg gắn này với 4 kg ốc luôn đi. Từ đây mà thả xuống được không anh? Được, thả lại. Dạ dạ. Khoan 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 khoan, để tôi đọc bài quy cho cái thả. Dạ. Rồi để đây đi em. Đây là hai bao gắn nữa vậy ơi. Hai bao gắn này, cái bao này mấy ký anh? Này đó, này nó 5 ký hả? 8 ký, này 9 ký 2. Này 9 ký 2, này 8 ký nha. Rồi. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay ngày 12 tây tháng 12 năm 2021, con xin nguyện quy y cho các loài thủy tập này gắn và ốc được chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi sư huynh ơi, sư huynh qua đây mở thả giùm em cái sư huynh. Rồi qua đây quay nè. Dạ yeah. Cái này là gắn gì anh? Thổ ngựa gắn nước, thổ ngựa gắn nước ha. Khoan từ từ. Rồi để quay cho bà con mình xem nha. Rồi đây là cái bao này bao 8 kg hả? Rồi thả xuống này, thả lên, thả từ từ anh. Quá xá rồi quý vị ơi. Rồi giải thoát kiếp làm người nhớ tôi hiền mặt đạo nha. Rồi tiếp tục, cái bao này là bao 9 kg anh? Rồi đây để tôi cầm tôi thả cái coi. Cầm lên phía dưới hả? Cầm lên hả? À, vậy ha. Rồi thả này, anh thả đi. Ok. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Quá ơi, quá cỡ rồi. Rồi giải thoát nghe quý vị ơi. Sống tới đâu hay tới đó, nhớ chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo. Rồi thả thả ốc luôn anh. Rồi thả ốc này để tôi thả được. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi xong. Thôi tiếp tục nè. Thả thao luôn đi. À, vâng thưa quý vị, và tiếp theo sau đây thì Tiến Dũng sẽ theo chân của một chị kêu bán những loại cá rô và cá lóc loại nhỏ vị để thả tiếp tục ra ngoài sông nha quý vị. Đây đang chạy theo chị để đến nơi chỗ cá để mua tiếp tục nha. Rồi ở đây cá gì đây chị? Rửa cá đồng luôn anh. Hả? Rửa cá đồng, cá lóc, cá chê vô đầy đủ. Đâu đâu? Cá này cá này bao nhiêu một ký đây chị? Cá rô này em bán 20 cá rô nhỏ nhỏ này ha. Dạ. Đây nè chị đeo cái mic này lên đây coi. Em thấy như có cá chết nữa chị, vớt ra chưa chị? Vớt chết ra đi con. Vớt chết ra đi con, để thả mấy cá sống thôi con. Mấy rồi cá này bao nhiêu ký? 20 hả? Rồi cá này? Cá chê bán anh 40. Cá chê 40. Yeah. Rồi lựa mấy cá chết ra đi nha. Yeah. Rồi mình căng rồi đem xuống sông nữa, xuống cầu nữa mình thả luôn hả? Rồi, có đủ thứ cá nữa, giá cho anh luôn. Rồi còn cá gì nữa? Cá gì nữa chị? Cá chốt là nhiêu ký? 30 ngàn. Rồi tôi thấy cái này còn sống nè, sao kêu theo bán cái này? Dạ, cũng cá này hai cá rô. Ừ. Cá này có 50 bạn ăn cái loại đó. Rồi 50 phải không? Rồi 50 thì căng cái này luôn đi. Cái này nhỏ hơn là 30 hả? Không, cái này nhỏ hơn là nhỏ vậy con nó tiền. Hả? Thôi. Cái này hả? À, bán bằng giá có lên 40 á. Rồi 40 phải không? Dạ. Rồi rồi vậy lấy ra căng đi giải quyết mấy. Mà
Cá này có gì nữa? Cá rất là bự hơn. Hả? Bự hơn 50. Đâu 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 mở coi thử coi. Để mình bán bằng giá sỉ bằng dạ. Đâu mở coi thử coi ha. Dạ. Rồi sao mở livestream gì gì nữa hả? Rồi, cá này nhiêu? 50. Rồi, giải quyết luôn. Tính đặc biệt nha để phóng sanh nha chị. Rồi rồi rồi, giải quyết ở đây đi. Cái gì nữa? Cái này có gì? Cá bự nữa, cá chợ tao bán đó. 70. Cá này là cá chê hả? Cá chê lóc bự. Cá chê nãy tôi mua 60 mà sao đây 70? Anh cá nuôi này, cá đồng mất tiền hơn. Vậy hả? Dạ, cái anh bán mua nuôi chảnh rồi cá nuôi. Rồi rồi, giải quyết luôn. Bữa nay phóng sanh hết cái giữa cá của chị luôn đi cho nó. Nam Mô Đà Phật, giải quyết luôn. Rồi bây giờ mình căng, mình phóng từng đợt đợt ha. Bây giờ phan hả? Bây giờ trước khi căng nữa để tôi đọc cái bài quy y cho các loài thi tộc đây, cái đi rồi mình đem xíu mình phóng luôn cái một luôn nha. Rồi Nam Mô Đà Phật. Mà bữa nay tắt đi âm lịch. Rồi ở đây cá gì đây chị? Hả? Đâu cá này bao nhiêu một ký đây chị? Cá rô nhỏ nhỏ này ha. Đây nè chị đeo cái mic này lên đây coi. Em thấy gì có cá chết đó chị vớt ra chưa chị? Vớt chết ra đi con để thả mấy cá sống thôi con. Rồi cá này bao nhiêu ký? 20 hả? Rồi cá này. Cá chê 40. Rồi lựa mấy cá chết ra đi nha. Rồi mình căng rồi đem xuống sông nữa, xuống cầu nữa mình thả luôn hả? Rồi còn cá gì nữa? Cá gì nữa chị? Cá chốt là nhiêu ký? 30 ngàn. Rồi tôi thấy cá này còn sống nè, sao chưa bán cái này? Dạ, cũng cá này hai cá rô. Ừ. Rồi 50 phải không? Rồi 50 thì căng cái này luôn đi. Cái này nhỏ hơn là 30 hả? Không, cái này nhỏ hơn là nhỏ vậy con nữa mất tiền. Hả? Hơn. Cái này hả? Bán bằng giá có lên 40 á. Rồi 40 phải không? Dạ. Rồi rồi chị lấy ra căng đi giải quyết mấy. Cái này có gì nữa? Chê rất là bự hơn. Hả? Bự hơn 50. Đâu mở coi thử coi. Để mình bán bằng giá sỉ bằng dạ. Đâu mở coi thử coi ha. Dạ. Rồi sao mở livestream gì nữa hả? Rồi cá này nhiêu? 50. Rồi giải quyết luôn. Tính đặc biệt nha để phóng sanh nha chị. Rồi rồi rồi, giải quyết ở đây đi. Cái gì nữa? Cái này có gì? Cá bự nữa, cá chợ tao bán đó. 70. Cá này là cá chê hả? Cá chê nãy tôi mua 60 mà sao đây 70? Anh cá nuôi này cá đồng mất tiền hơn. Vậy hả? Dạ, cái anh bán mua nuôi chảnh rồi cá nuôi. Rồi rồi, giải quyết luôn. Bữa nay phóng sanh hết cái giữa cá của chị luôn đi cho nó. Nam Mô Đà Phật, giải quyết luôn. Rồi bây giờ mình căng, mình phóng từng đợt đợt ha. Bây giờ phan hả? Bây giờ trước khi căng nữa để tôi đọc cái bài quy y cho các loài thi tộc đây, cái đi rồi mình đem xíu mình phóng luôn cái một luôn nha. Rồi Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. Tướng Dũng thân ái kính chào tất cả quý vị, kính chúc cho quý vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Và ngày hôm nay Tướng Dũng đến nơi giữa cá của chợ Lương An Trà. Nơi đây là giữa cá của chị Thắm, thì có tất cả các loài cá. Đây là cá rô đã bị, rồi cá chê, cá linh, rồi cá lóc nhỏ. Nói chung là rất là nhiều loại cá đồng mà chị đã mua lại để mà dựa ở đây để bán cho những người phóng sanh. Thì hôm nay Tướng Dũng đến đây để thay mặt gia đình của một mạnh thường quân, đó là bà Lâm Thị Nhung 86 tuổi, ông Nguyễn Văn Trạng 70 tuổi và anh Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kiều Oanh, Nguyễn Kim Nhanh, Nguyễn Như Bình, Nguyễn Thái Bình và Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Zain để phóng sanh tất cả các loài thủy tộc này. Thì hôm nay Tướng Dũng xin được đọc cái bài quy y, để trước là quy y cho các loài thủy tộc để kiếp sau được gieo duyên với Phật Pháp để mà chuyển kiếp tu hiền theo Phật Đạo. Và Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ứng chứng minh hôm nay là ngày 12 tây tháng 12 nhằm ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu. Con tên Ngụy Văn Dũng, hôm nay xin nguyện quy y cho các loài thủy tộc, các loài cá ở tại nơi đây được chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật Đạo.
và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho gia đình của các mạnh thường quân mà con vừa đọc tên qua, được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ và lúc nào cũng được mạnh khỏe, công việc làm ăn được thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Cái này là bao nhiêu ký chị? Cái này là 80 ha. Cái này 80 ha. Là nhiêu? Là nhiêu? Rồi chị ghi đi bao nhiêu ký rồi? Nhớ chưa phụ? 7 với 4 ký là 8 với 7. Nhớ trừ bì nha, phụ bì nha. Không sang bế đây luôn quên à. Rồi. Rồi mình để qua bên đi, bây giờ mình đem mình thả từng đợt đi ha. Rồi đem xuống đây cái. Rồi mình thả cái thao này trước đi ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Đầu tiên thì sẽ thả một thao cá gô, vì cá gô đồng nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục cái đây coi. Ây da, ây da. Chưa chết. Sao chưa để vô cái lưới đó cưng? Để vô cái lưới nó không có nhảy được. Rồi đi anh. Rồi kính thưa quý vị, đầu tiên Tấn Dũng sẽ thả một cái cá rô và cá lóc nha. Rồi kiếp sau nhớ chuyện kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo nha quý vị ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ra xa xa đây luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi một thao lên bờ tiếp tục, mô phóng tiếp tục. 40.000 đồng một ký chị ha. Rồi chị đang vớt gỗ để mà căng nè quý vị. Đó. Cá này là cá đồng hết chứ hả chị? Cá đồng không anh. Và cái này mình để vô cái vỏ hay là cái lưới gì đó, nó không nhảy được chị ơi. Để gì nó nhảy lắm, có cái vỏ cái lưới không? Đúng rồi đó. Chùm lại cưng. Để vô trong xuôi đi là mình chùm lại, chùm lưới lại rồi mình đem dưới mình mở lưới ra mình thả luôn à. Dạ. Vậy hả? Đúng rồi phải có gỗ chặn lại gì đó. Rồi đổ vô đi chị. Đây một chú cá rô nè, đi xuống sông trước đi. Dạ. Chỗ này có cái cầu đi ra nè, mai mốt có biết tới đây chạy đây thả luôn. Rồi mai mốt có biết đây là mình tới đây luôn, mình thả luôn. Dễ luôn. Rồi đây gỗ là chị căng đi. Rồi căng lên em gái. Rồi gỗ này bao nhiêu tiền nữa đây? 15 kg 15 kg rưỡi. Rồi trừ bì là 15 kg, giá 40.000 ghi vô chị. Rồi đưa đây xách dưới đi, rồi xách dưới cậu đi. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ứng chứng minh hôm nay là ngày 12 tây tháng 12 nhằm ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch. Con xin nguyện quy y cho các loài cá này được chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho tất cả chúng sanh ở nơi ba cõi sáu đường đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây. Rồi quý vị ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nhớ nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Đi đâu vậy Sư Huynh? Đi đâu vậy? Vậy hả? Tưởng đâu đi xuống dưới văn lưới chứ. Rồi. Vậy hả? Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi lên. Rồi tiếp tục là cá gì chị? Có cá gô anh. Hả? Cá gô. Cá gô ha. Gô nhỏ 20.000 ký phải không? Rồi căng luôn. Rồi tiếp theo sau đây là những chú cá gô nữa vị. Đây là những chú cá gô nhỏ nha. Nè. Đó. Ủa cá này ở đâu mà chị có nhiều vậy? Mua. Vớn thùng vớn gạo cái đem người ta bán cho em là giữa đem cũng. Vậy ha. Người ta đi đặt vớn người ta bán lại cho mình hả? Rồi đủ chưa chị, đủ chưa? Rồi đổ vô căng luôn. Chà cái này chắc cũng bộn rồi ha. Nhiều xuồng mới gom lại được nhiêu hả? Quá xá quý vị ơi. Rồi ok mai mốt Tiến Dũng biết cái điểm này rồi là mai mốt cái này mình thả luôn. Cá nhỏ đó được nhiều con hơn. Rồi bao nhiêu ký vậy chị?
12 kg. 12 kg rưỡi, còn 12 kg ruột vậy. Dạ. Rồi 12 kg ruột. Rồi 12 kg ruột ha. Rồi 9 kg rưỡi luôn, là ghi vô đây chị, ghi vô đây. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần. Chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh. Hôm nay ngày 12 Tây tháng 12 năm 2021, nhằm ngày mùng 9 tháng 11 năm Tân Sửu, con xin nguyện quy y cho các loài cá rô này được chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo, và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho cửu quyền thất tổ của các mạnh thường quân được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Cha mẹ hiện tiền được tăng long tuổi thọ, cha mẹ quá khứ trực giảng Tây Phương, và xin hồi hướng công đức phóng sanh này về cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu. Rồi quý vị ơi, ông dông tự tại nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Quá im rồi, cá nhỏ nhỏ không? Thả rất là được. Được rất là nhiều con. À, mai mốt tôi Dũng biết cái điểm này rồi là đến đây thả luôn quý vị ơi. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật nha. Qua đây, qua đây. Woo! Woo! Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Nhớ kiếp sau chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo nha quý vị. Rồi. Đi. Rồi tiếp theo cá này là bao nhiêu một ký chị? 1 kg 40. Cá rô đồng này trọng trọng 40 ha. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu ký chị ghi vô chị? Hả? 7 kg vô giá 40. Rồi, cá kia là cái gì? Làm luôn. Cá này là cái gì ạ? Cá chê đĩa với cá lông nhỏ với nhí ha. Rồi. 9 kg rưỡi nữa, ghi vô luôn. Bao nhiêu tiền thì nữa cộng luôn ha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cá kia là cái gì? Cá sặc hay gì? À, cá bảy chầu là cá sặc á hả? Không, cá chầu khác. Cá bị cá bị chầu hả? Dạ. Bao nhiêu một ký vậy? 50 à. Có 2 kg. Rồi, đem xuống tiếp luôn, thả tiếp tục luôn vậy ơi. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần. Chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh. Hôm nay ngày 12 Tây tháng 12 nhằm mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu, con xin nguyện quy y cho các loài thủy tộc này lương, tép, cua được chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo, và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho gia đình của các mạnh thường quân được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, sức khỏe dồi dào và công việc được thành tựu, và xin hồi hướng công đức phóng sanh này về cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi đầu tiên thả cái thau tép này trước đi, tép này còn sống nhăn luôn nè. Đây quý vị ơi, đây rất là nhiều tép nha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quý vị ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp theo cái thau lương em ơi. Đây. Rồi đây, xa xa ra. Nè nè. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục cái bịch cua này. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi đầy đủ các loài thủy tộc hết quý vị ơi. Có thả thêm không? Em có mớ kìa. Rồi rồi. Rồi để con ba đi. Bao nhiêu ký? Rồi, cái này nhiêu? Bằng giá hết, giá hết. Rồi bằng giá thôi. Mở đèn lên cho con, mở đèn lên coi. Cái này 16 rưỡi. 16 ký rưỡi hả? Dạ. Yeah. 1 ký nữa là bao nhiêu cái dây này nãy quên này? 70. 70 ha. Dạ. Rồi. Cá chặt trong đó đó kìa. Rồi cái gô này nhiêu? Cũng 70 luôn anh, cái gô chợ. Rồi bao nhiêu ký nữa? 4 ký rưỡi. Rồi cái này là hết rồi phải không chị ha? Nhiêu đây được ha? Đó, hả? Cá chạch cá chèn có mấy ký? 2-3 ký à? Cá chạch nữa hả? Dạ, cá chạch cá chèn. Dạ, hết trơn luôn, không còn gì hết trơn. Rồi, căng luôn đi chị. Giá cho
trăm đi chứ cá chạch là trăm mấy lần nè. Là coi như là ủa này là cái này cái gô mình hả cá chạch? Gô biển, cá chạch, cá chèn anh thắt lát đầy đủ. Rồi 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 căng ly, căng ly. Căng ly giải quyết hết luôn cho xong hết cái vựa của chị luôn đi. Cái này còn 3,8. 3,8. Rồi. Rồi bây giờ bưng xuống đây mình tiếp tục cầu nguyện cái mình thả luôn nha. Rồi giờ chị cho người bưng xuống tiếp luôn nha. Rồi chuyển qua ra hướng trước đi, ra trước đi. Bao nhiêu? Luôn à. Ơi. Hết luôn à. Giải quyết cho mấy con cá luôn hả? Dạ. Rồi căng luôn đi. Là hết chưa? Hết luôn chưa? Sạch sẽ luôn đó. Sạch sẽ ha. Dạ. Rồi nghe vậy là cái này là kết thúc ha. Rồi, cái chín. Rồi một cái chín nữa. Bây giờ mình dồn cá lóc này qua bên đây luôn được không? Dạ, được. Dồn lại chung rồi. Dồn chung đổi đi chị thấy cái gô vô đây luôn nè. Dồn cái gô này vô đây luôn nè. Em ơi. Cái gỗ này em đổ đây luôn đi nha. Quên đổ ớt luôn anh ơi. Cái gì nữa? Ớt nữa. Trời ơi. Có phải sần ra ớt à? Bao nhiêu? Ớt à. Rồi để con ba đi. Bao nhiêu ký? 17 rồi, cái này cái này nhiêu? Bằng giá hết, giá thật. Rồi bằng giá thôi. Mở đèn lên cho con, mở đèn lên coi. Cái này 16 rưỡi. 16 ký rưỡi hả? Dạ. Yeah. 1 ký nó là bao nhiêu cái dây này nãy quên này? 70. 70 ha. Dạ. Yeah. Rồi. Cái chặt trong đó đó kìa. Rồi cái gô này nhiêu? Cũng 70, cũng 70 luôn anh, cái gô chợ. Rồi bao nhiêu ký nữa? 4 ký rưỡi. Rồi cái này là hết rồi không chị ha, nhiêu đây được ha. Hả? Cá chạch cá chèn có mấy ký, 2-3 ký à. Cá chạch nữa hả? Dạ, cá chạch cá chèn. Rồi hết trơn luôn, không còn gì trơn. Rồi rồi căng luôn đi chị. Giá cho anh đi chứ cá chạch này trăm mấy lần nè. Là coi như là ủa này là cái này cái gô mình hả cá chạch? Gô biển, cá chạch, cá chèn anh thắt lát đầy đủ. Rồi 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 căng ly, căng ly. Căng ly giải quyết hết luôn cho xong hết cái vựa của chị luôn đi. Cái này còn 3,8. 3,8. Rồi. Rồi bây giờ bưng xuống đây mình tiếp tục cầu nguyện cái mình thả luôn nha. Rồi giờ chị cho người bưng xuống tiếp luôn nha. Rồi chuyển qua ra hướng trước đi, ra trước đi. Bao nhiêu? Trời ơi. Giải quyết cho mấy con cá luôn hả? Rồi căng luôn đi. Là hết chưa? Hết luôn chưa? Sạch sẽ luôn đó. Sạch sẽ ha. Rồi nghe vậy là cái này là kết thúc ha. Rồi cái chín. Rồi một cái chín nữa. Bây giờ mình dồn cá lóc này qua bên đây luôn được không? Dạ được. Dồn lại chung rồi. Dồn chung đổi đi chị. Thấy cái gô vô đây luôn nè. Dồn cái gô này vô đây luôn nè. Cái gì nữa? Ớt nữa. Trời ơi. Có phải sần ra ớt à? Bao nhiêu? Ớt à, 60.000 kiếm. Rồi, giải quyết cứu mấy chú ớt này luôn quý vị ơi. Rồi, vậy là sạch sẽ phải không? Rồi, sạch sẽ bến. Rồi, đem xuống. Rồi, tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần. Chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh, hôm nay ngày 12 tây tháng 12 năm 2021 nhằm âm lịch mùng 9 tháng 11 năm Tân Sửu. Hôm nay con xin nguyện quy y cho các loài thủy tộc này, các loài cá, ếch, lương, rắn, cua, ốc được thoát trốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ kiếp sau chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo nha quý vị ơi. Đây bây giờ thả cái bịch ếch này trước đi. Đây ếch đồng này, này nó nhảy liền đó, nó. Rồi quý vị ơi, ông dông tự tại nha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi gỗ cá này em. Nam mô A Di Đà Phật. Quả xá bữa nay cứu hết chân. Hết chân cái vựa cá của chị này luôn rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Còn dính là một em. Rồi qua đây luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kiếp sau chuyển kiếp làm người tu hiền theo Phật đạo nghe quý vị ơi. Quá cỡ rồi. Quá quý rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục luôn. Xa xa đây coi. Xa xa chút coi. Đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xong lên bờ. Rồi sạch sẽ hết cái vựa cá của chị luôn rồi. Vâng kính thưa quý vị, và sau khi Tiến Dũng đã đến nơi vựa cá của chị Hồng Thắm ở tại nơi đây là chợ xã Lương An Trà để phóng tiếp tục những các loại cá và lương và cua rất là nhiều loại ở đây, thì tổng cộng số tiền của chị đã cộng lại là 8,2 triệu, thì Tiến Dũng xin trả cho chị để cho chị đủ cái số lượng mà cá nó về căng chị ha. Yeah. Và cộng với cái số tiền mà Tiến Dũng vừa phóng sanh ở tại nơi chợ
cầu lò gạch là tổng cộng hết gắn cua cá ốc các loại là 5.950.000 nữa, thì tổng số tiền Tiến Dũng thay mặt gia đình phóng sanh ngày hôm nay là 14.150.000 đồng. Và Tiến Dũng xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Trạng 70 tuổi, bà Lâm Thị Nhung 86 tuổi và anh Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kiều Oanh, Nguyễn Kim Nhanh, Nguyễn Như Bình, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Rayin. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ tịnh tài hôm nay là số tiền 20 triệu để phóng sanh, thì còn âm lại là 5.850.000, thì Tiến Dũng sẽ sắp xếp và phóng sanh một ngày gần đây để thay mặt gia đình của cô cứu vớt tất cả các loài thủy tộc đang ở những cái nơi chợ. Và một lần nữa thì Tiến Dũng cảm ơn gia đình của Zalo của cô Dông Võ và các anh chị Tiến Dũng vừa đọc tên. Và cuối video thì Tiến Dũng xin hồi hướng cái công đức phước báo này về cho cửu quyền thất tổ, gia đình của quý vị được siêu thăng tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được tăng long tuổi thọ, cha mẹ quá khứ trực giảng Tây Phương. Và xin hồi hướng công đức phước báo phóng sanh ngày hôm nay cho tất cả chúng sanh ở nơi ba cõi sáu đường đều trọn thành Phật đạo. Và đây Tiến Dũng xin thân ái kính chào và xin hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cũng xin thay mặt cảm ơn đã giúp trời. Dạ, chắc lẽ là chị vui mừng quá nghẹn ngào không nói nên lời chị ha. Dạ. Thôi thì cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ, là có lần sau có vô phóng sanh thì dạ. Rồi. Lần sau có phóng sanh thả cá thì sẽ đến đây. Chờ lương ăn trà ha. Dạ. Rồi, nhưng mà nhớ phải bán cái giá cho người ta phóng sanh giá hữu nghị nha. Dạ đúng rồi. Dạ hữu nghị mình lời ít chút xíu vậy, mình góp cái đức của mình vô đó cho bà con ta, dụ mình bán lẻ mình lời 10.000 đi. Giá sỉ, mình bán lời 5.000 thôi. Dạ rồi, chúc chị sức khỏe nha. Nam mô Đà Phật.